Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Hôm nay chúng ta sẽ được khám phá các câu chuyện của Xin Siêu Quậy, từ việc cu cậu cùng với Masao tìm cách giấu giếm khi lỡ làm vỡ lọ hoa, hay việc Xin hạnh phúc thế nào khi được mua ba lô mới. Nghe là thấy hấp dẫn rồi đúng không? Vậy thì cùng bắt đầu ngay thôi nào. Tập phim Niềm vui có ba lô mới. Tại trung tâm thương mại, mẹ đang ngắm nghía quần áo để mua sắm thì Xin bất chợt xuất hiện. Cu cậu bảo mẹ mua cho mình cái ba lô hình Action Kamen này. Mẹ tất nhiên là không đồng ý, tiền đâu ra mà mua. Siêu Quậy năn nỉ, bảo ở nhà chưa có cái ba lô Action Kamen, với được giảm giá thêm 50% nữa mà. Mẹ nghe thấy thằng con này nỉ thì cũng tiến đến xem thử, trước hết là phải xem giá gốc đã. Trời, 3.900 yên, mà giờ còn 1.200 yên, xong lại giảm giá thêm 50% nữa luôn. Đó, vô cùng thích hợp với những người keo kiệt và bùn xỉn như mẹ luôn ạ. Mẹ tiết kiệm như vậy là để dành tiền cho cu cậu ăn học đó, đừng đấy mà nói xấu mẹ đi. Cuối cùng thì Xin cũng thành công rước ba lô Action Kamen về nhà. Ông nhõi phấn khích lắm, cứ ôm rồi nghịch cái ba lô suốt thôi. Mẹ nhìn thấy cũng vui lây, tuy tháng này ngân sách có hơi hạn hẹp, nhưng thấy thằng con năn nỉ dữ quá nên cũng thương thương. Siêu Quậy tính giật cái mác ra nhưng bị mẹ ngăn lại, lấy kéo mà cắt, chứ làm thế là đứt mất quai ba lô. Mà khổ, ông tướng không biết cắt như nào, đưa mũi kéo toàn vào những chỗ quan trọng trên ba lô, làm mẹ lại phải nhắc nhở lần nữa. Thằng con tức giận, bảo sao mẹ không làm hộ Xin né. Muốn người khác giúp đỡ thì phải mở cái miệng ra nhờ vả nhé. Thế làm hộ cái coi. Mẹ quát cu cậu một trận, phải nói là, thưa mẹ làm giúp con với ạ, chứ không phải ăn nói trống không thế kia. Xin sợ hãi, thực hiện theo, mẹ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Siêu Quậy đeo thử thì thấy ba lô chật quá, phải căn chỉnh lại dây đeo con trai ơi, mẹ nói. Cậu nhóc thử 5 lần 7 lượt mà không được, cứ không dài quá thì cũng ngắn quá. Bất lực nên Xin nhờ mẹ, nhưng thật đáng tiếc là mẹ bận đi phơi quần áo rồi, cố gắng tự thân vận động thôi. Mẹ đúng là cái đồ vô tích sự, mẹ nghe thấy nên quay lại xấy cho ai kia một trận. Ăn nói xà lơ dễ bị ăn trưởng lắm nha. Cuối cùng cũng chỉnh được, Siêu Quậy đeo ba lô Action Kamen và ngắm mình trong gương. Sao mà đẹp trai thế không biết, nhìn ngầu hết sức luôn. Hima quan sát mà cạn lời với ông anh trai. Thằng con hí hửng chạy ra khoe mẹ, mẹ Misae khen ba lô trông rất hợp với thần thái của cậu nhóc. Xin bảo đeo cái này giống như là đeo chính nghĩa ở trên lưng vậy, rất là có ý nghĩa. Vì quá phấn khích nên Siêu Quậy đeo nó suốt, kể cả lúc vào bảo mẹ cho ăn bánh vì đói. Mẹ đang gấp quần áo nên chờ chút, với bỏ cái ba lô ra, gì mà đeo hoài vậy. Cú cậu không chịu vì nó sẽ giúp Xin tìm đồ ăn. Thấy Xin vui vẻ như vậy, mẹ cũng vui lây. Ai mà ngờ có 600 yên thôi mà khiến ông nhõi hào hứng đến vậy. Mẹ đã xong và lấy cho thằng con đĩa bánh flan. Mà khổ ai kia cứ vừa ăn vừa đeo ba lô, mẹ thấy chướng mắt quá nên bảo Siêu Quậy cởi nó ra. Cởi xong thì cu cậu vẫn ôm khư khư mà không chịu để xuống đất. Khổ, có cái ba lô thôi mà, có ai lấy mất đâu mà sợ. Mẹ đang rửa bát trong bếp thì cứ thấy Siêu Quậy chạy đi chạy lại lấy cái gì, thì ra là quần áo. Cu cậu nhồi lấy nhồi để vào trong ba lô. Mẹ vội hỏi thằng con thì ông nhõi trả lời là chuẩn bị hành lý đi du lịch. Ủa, nhà Nohara tính đi du lịch lúc nào vậy trời? Thì lúc đến nhà ông nội chơi ở Akita đó ạ. Mẹ nhớ rồi, thường lúc Siêu Quậy nghỉ hè là sẽ về nhà ông bà nội chơi mấy hôm. Nhưng mà từ giờ đến lúc đấy còn nửa năm nữa cơ, không nhất thiết phải vội vàng vậy đâu. Xin vẫn tiếp tục nhồi nhét quần áo rồi đóng ba lô lại. Tiếc là không được, nó cứ bị bật ra. Thằng con quay sang cầu cứu mẹ, mẹ bắt đầu màn diễn thuyết cho ông nhõi. Sắp xếp đồ thì phải gấp gọn gàng lại, cứ nhét lấy nhét để như thế thì ba lô nào nó chịu được. Sắp xếp cẩn thận là ba lô thừa chỗ để. Mẹ vừa nói vừa lôi đống đồ của Xin ra, còn móc ra được con robot Quantum nữa. Cái này không cần thiết phải mang đi. Siêu Quậy phản bác, bảo món đồ chơi này rất là cần thiết, biết đâu đem đến nhà ông bà nội, ông bà lại cảm thấy vui vì có quà thì sao ạ? Chống chế ít thôi, mẹ nói không cần thiết là không cần thiết, để vào chật hết ba lô. Vài phút trôi qua, mẹ đã sắp xếp gọn gàng quần áo và ba lô cho Siêu Quậy. Đấy, chịu khó cái là ba lô vẫn còn thừa chỗ. Cụ cậu nhanh chóng cảm ơn mẹ và khen mẹ đúng là số một thế giới. Mẹ thở dài, không phải nịnh nọt. Tiện bảo thằng con từ nay về sau có thể tự sắp xếp đồ và ba lô được rồi đấy. Tất nhiên là ông nhõi không chịu, liền bảo thôi còn mấy tháng nữa mới đi du lịch, nên là đến lúc đấy làm cũng được. Con với trả cái, chỉ làm biếng là nhanh. Bác Kitamono đi ngang qua nhà Nohara thì nghe thấy tiếng hò hét của Siêu Quậy. Đại khái là cô cậu phấn khích vì sắp được về nhà ông bà nội ở Akita. Bắt được trọng tâm trong câu nói của Shin nên bác nhanh chóng cười nói với ông nhõi vài ba câu rồi đi tiếp. Đúng lúc này mẹ bước ra cổng, hai bên chào hỏi nhau. Bác Kitamono lập tức bảo mẹ đi du lịch ở Akita là chuẩn bài. Phong cảnh ở đấy rất đẹp, lại còn nhiều đặc sản hấp dẫn như hồng ép dẻo, cá bống khô nữa, ngon lắm luôn. Tất nhiên là bác ấy chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu nên mẹ không phải để bụng. Sau đó xin phép mẹ đi về nhà trước vì có việc. Đúng là gừng càng già càng cay. Mẹ vẫn đang loay hoay, không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nghe thấy tiếng thằng con. Đầu giờ mới nảy số nhưng không kịp vì bác hàng xóm đã khuất bóng rồi, không kịp thanh minh luôn. Mẹ tức giận gào thét tên Siêu Quậy, báo quá trời báo mà. Tối đến mẹ vẫn đang tất bật chuẩn bị bữa tối, bỗng Hima bật khóc ầm ĩ,
Mẹ nhẹ nhàng an ủi con gái, bảo xong việc cái là mẹ đến ôm Himan liền. Nhưng có vẻ không ổn, em bé càng khóc to hơn. Không còn cách nào khác nên mẹ đành phải đi tìm cái núm ti để cho Hima mút tạm. Mà tìm mãi không thấy, mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác cũng không thấy đâu. Đúng lúc này bố đi làm về, vào trong bếp chào mẹ và tiện hỏi mẹ luôn quần áo để thay ở đâu. Mẹ bảo ở trong tủ hết đó, bố tìm đi. Bố tìm rồi nhưng không thấy nên mới phải hỏi. Mẹ bực mình bảo bố lấy bộ khác mà mặc. Mẹ thì đang bận trăm công nghìn việc, cứ đứng trả lời cho bố cũng hết ngày hết đêm. Đã đang rồi cứ làm phiền hoài. Thế mẹ nổi giận nên bố cũng trật tự mà rút lui, không quên lẩm bẩm sao hôm nay vợ mình căng thế. Cuối cùng cả nhà cũng ngồi vào bàn thưởng thức bữa cơm. Bố thấy thằng con cứ đeo cái ba lô nên quay sang hỏi mẹ. Mẹ bảo xin làm vậy là để giữ không cho ai lấy mất đó. Có hơi cồng kềnh nhưng biết giữ đồ thế là tốt, bố khen ngợi. À mà có dưa chua không vợ? Không nhé, hôm nay ăn tạm thế này thôi, không có dưa chua. Siêu quậy lập tức lên tiếng, bảo để mình đi lấy. Ông nhõi kéo một cái ba lô nặng trình trịch ra phòng khách, lôi từ trong túi ra lọ dưa chua trước con mắt ngỡ ngàng của bố mẹ. Cậu nhóc bảo do mẹ dặn chỉ để vào ba lô những thứ cần thiết nên đã thực hiện một cách nghiêm túc để soạn sẵn trước đồ cho bố. Nói như vậy là cô cậu đã để bộ quần áo bố đi tìm khắp nơi vào đó, cả cái núm ti giả của Hima nữa. Bố mẹ tức giận quát cho thằng con một trận. Giờ chưa phải lúc để sắp xếp đồ đi du lịch đâu, bao giờ đi mới làm chứ, bảo sao mà cả hai bố mẹ tìm đồ mệt bở hơi tai. Bị quát nên siêu quậy thấy thật khó hiểu, thực hiện đúng lời mẹ dặn mà vẫn bị mắng. Bên này, bác Kitamono đang định uống vài ly rượu trong bữa tối nhưng lại đổi ý và cất nó đi. Lý do vì sao thì bác ấy sắp được nhận cá bống khô của nhà Nohara làm quà khi đi du lịch Akita về. Nhìn bác ấy trông rất hào hứng mà không nỡ phá vỡ mộng đẹp, thiết nghĩ bác phải chờ ít nhất là 6 tháng nữa mới được ăn cá nha. Tập phim Sai lầm vẫn là Masao. Masao đang ngồi chiêu chiêu trong nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa, chạy ra hỏi xem ai ở ngoài thì chẳng thấy ai phản hồi, gọi 5 lần 7 lượt cũng không được. Shin không biết xuất hiện từ bao giờ, đứng bên cạnh thổi nhẹ vào tai Masao khiến nhóc ấy giật hết cả mình. Siêu quậy thắc mắc, sao đầu cơm nắm giật mình dữ dội vậy? Trời đất, để Masao hù lại xem có hết hồn không nhé. Mà người vừa bấm chuông cửa là Shin đó hả? Ừ đúng rồi, nhưng không thấy ai ra mở cửa nên cu cậu đi vào bằng cửa sổ, mà để cửa mở như vậy là nguy hiểm lắm đó nha, trộm cướp dễ đột nhập lắm. Cuối cùng cả hai vẫn quyết định uống trà lúa mạch. Xin xem đồng hồ tự chế thì đã 3 giờ chiều rồi. Masao cảm thán cái đồng hồ của cậu nhóc lúc nào cũng chỉ dừng ở lúc 3 giờ thôi. Thế nên siêu quậy luôn cảm thấy đói là như vậy. Đầu cơm nắm mời xin ăn miếng kẹo xin gum cho thơm mồm. Cụ cậu nhanh chóng phản bác lại, uống trà ăn kẹo nó rất là không hợp. Thấy cũng hợp lý nên Masao nhanh chóng đứng dậy đi tìm bánh kẹo. Đang lục tủ đồ thì nghe thấy tiếng xin gọi. Ông nhõi đang quay cái đệm ngồi một cách rất điêu luyện. Đầu cơm nắm khen ngợi xin, chuyện dân chơi phố Kasukabe nó phải thế. Chỉ được mấy giây thôi, chiếc gối đã nhanh chóng trượt khỏi tay siêu quậy và phi thẳng vào bình hoa phía trước. Masao hoảng sợ lao như tên lửa để đỡ cái lọ. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Masao nhắc cậu bạn lần sau đừng nghịch dại như vậy nữa. Nhưng điểm xui vẫn ập đến. Đầu cơm nắm vấp chân vào cái bàn, kết quả là lọ hoa vẫn bị vỡ. Xin bảo tất cả là lỗi của Masao nhé. Ủa, nhưng người bắt đầu sự việc trước là cu cậu mà. Masao sợ hãi, thể nào cũng bị mẹ mắng cho một trận. Shin an ủi cậu nhóc không phải lo, mẹ Masao hiền hơn mẹ Misae nhiều nên không đánh đòn đâu mà sợ. Đừng đùa, mẹ đầu cơm nắm mà tức giận lên thì cũng kinh khủng lắm, với nhóc ấy cũng không muốn mẹ buồn chút nào. Siêu quậy lên tiếng, nói sẽ giúp sửa lại lọ hoa. Ông nhõi đơn giản đem hai phần bị vỡ dính lại với nhau, dậm chân nhẹ cái là nó tách ra liền, rồi là giúp đỡ giữ chưa? Lại có ý tưởng mới, Shin lấy băng dính dán xung quanh cái lọ, nhưng làm vậy càng dễ phát hiện ra hơn, nó đập thẳng vào mắt luôn ấy. Masao thấy hai cứ thẳng thắn nhận tội rồi xin lỗi mẹ. Mẹ Masao bảo những người đàng hoàng tử tế thì sẽ làm như vậy và sẽ không bị la mắng đâu. Xin phủ nhận ngay, đừng có tin mấy lời nói đó. Siêu quậy trải qua nhiều rồi nên biết, mẹ Misae nói hệt như vậy, xong lúc xảy ra chuyện thì quát mắng ầm ĩ, nặng nhất là còn bị đánh đòn nữa cơ. Thế bây giờ nên làm như thế nào cho nó ổn đây? Trước mắt cứ giao chuyện này cho Xin, nếu may mắn thì đầu cơm nắm sẽ vượt qua được cái ải này. Để suy nghĩ xem làm thế nào đây. Có cách rồi, lấy cái gì đó dán lại là xong, nó sẽ không bị rớt ra nữa. Masao biết này là keo dán, xin thấy lấy hồ dán hợp hơn. Bị ngốc à, hồ dán sao chắc bằng keo dán được, đặc biệt là keo con voi. Thế đầu cơm nắm đi lấy đi, cứ đứng đấy nói mồm thì sao mà xong việc được. Nhưng Masao không biết là nhà có còn keo con voi nữa không. Thì đi mua, có thế thôi cũng thắc mắc. Masao nói tiếp, mẹ nhóc ấy có dặn là trẻ con thì không nên dùng keo con voi, nó rất nguy hiểm, không cẩn thận là bị dính hết ngón tay lại với nhau. Xin thử tưởng tượng cánh tay mình bị dính lại, xong còn dính cả lên tường, không cách nào gỡ ra được. Này ban căng à nha, cách này cũng không được, cách kia cũng không xong, giờ sao đây? Đúng lúc này Masao lên tiếng bảo lấy keo dán bình thường cũng được, có gì xài tạm nên siêu quậy đừng có phàn nàn nữa đi. Mà để đấy Masao dán lại cho.
Cậu nhóc bắt đầu phun keo quanh mép bình, đang làm mà Shin cứ đứng đằng sau gây rối khiến Masao bực mình, phải nhắc nhở cu cậu giữ trật tự. Chẳng được bao lâu thì ai kia lại bắt đầu nhảy múa, đầu cơm nắm lại phải nhắc nhở. Shin thấy bạn mình thật là khó tính, ông nhỏ thậm chí còn không phát ra tiếng động, chỉ có đứng múa thôi mà. Masao cầm lấy phần đầu bình từ từ gắn lại phần thân, lau hết keo thừa là hoàn thành rồi. Nhìn nó giống hệt lúc ban đầu luôn. Công việc tiếp theo là đem nó đặt lại vị trí cũ, cần phải hết sức cẩn thận. Đang lúc căng thẳng thì siêu quậy hát xì hơi một cái, kết quả là phần trên cái bình rơi xuống đất và vỡ làm đôi. Đúng là chữa lợn lành thành lợn què. Masao bật khóc nức nở, Shin vội an ủi bạn, cậu nhóc thấy cách tốt nhất bây giờ là đầu cơm nắm thú tội rồi xin lỗi mẹ đi vậy. Không thì Masao thử dán lại lần nữa đi, nhưng mà keo dán hết rồi. Siêu quậy tia thấy gói kẹo Shin gum trên bàn và nảy ra một ý tưởng. Cả hai ngồi nhai chóp chép, mà công nhận kẹo Shin gum này có vị rất là ngon, Shin nói. Nhai xong rồi thì làm gì nữa? Nhả bã kẹo ra, bôi xung quanh chỗ mép bị vỡ như vậy. Masao ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên nhóc ấy nhìn thấy được công dụng của kẹo Shin gum luôn. Đến lượt Shin nhả kẹo ra để bôi đó, mà khổ kẹo vẫn còn vị ngọt nên chưa nhả bã được. Đúng lúc này thì mẹ Masao về đến nhà. Cả hai cuống quýt, bê chiếc bình đặt lại chỗ cái bàn rồi ngồi ngay ngắn. Mẹ Masao bước vào và ngạc nhiên khi thấy siêu quậy ở đây. Cả ba chào hỏi nhau, ba cô ấy bảo mới mua đậu phộng, giờ sẽ đi pha thêm trà rồi thưởng thức. Đầu cơm nắm phát hiện ra chiếc bình đang nứt ra dần, liền cuống quýt gọi Shin. Trong 36 kế, chuồn là thượng sách, nên cu cậu nhét miếng kẹo đang ăn dở cho Masao rồi bảo mình phải về nhà xem phim hoạt hình, còn tiện tay lấy miếng đậu phộng mà mẹ Masao đưa cho nữa. Thấy con trai mình khóc nức nở nên cô ấy mới hỏi có chuyện gì. Đầu cơm nắm thút thít xin lỗi và trình bày toàn bộ sự việc. Cô ấy không nổi giận, chỉ hỏi han xem cả hai có bị thương không và bảo lần sau không được giấu giếm. Bên này, Shin cũng đang bị mẹ Misae tẩn cho một trận nhớ đời vì cái tội tự tiện dùng mỹ phẩm của mẹ mà không có sự cho phép. Xong còn đổ nước vào cái lọ để đánh lạc hướng. Cái kết này rửa lòng tôi lắm luôn. Và đó là những câu chuyện thú vị của Shin ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi tới tận phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình nha. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Yeah, mata ne!